Chào cô chú anh chị đã đến với kênh Bờ Lóc Mất Tiêu. Bờ Lóc Mất Tiêu đang quay tại nhà chìm lo nhà cụ con Nam Dù Linh. Thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì có một cái bài viết này Lóc Tiêu muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, thì cái anh đọc chưa có tập trung cho lắm, bây giờ chúng ta còn chờ một chút nữa nhé. Một chút nữa thì cái anh phát ngôn viên này sẽ nói cho cô chú anh chị và các bạn cùng biết về cái bài viết nói như thế nào nhé. Bài viết này xoay quanh cái chuyện nhà chị Hồng Loan thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị thân mến, thì thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, gấp mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Mình cứ thấy cá bảy màu lên video ra rã là tại sao Ni bỏ chồng bỏ con để theo Hồng Loan giúp đỡ. Nếu không có lợi lộc gì thì làm sao mà giúp đỡ như vậy. Cuộc đời này làm gì có chuyện hy hữu như vậy. Thật ra tất cả những việc xảy ra đối với và xung quanh chú Vũ Linh đều là hy hữu. Một, có người anh nào phải lao tâm lao lực gần cả cuộc đời để làm trả nợ cho hai người em ăn chơi bài bạc chứ không phải là bệnh tật thuốc men. Điều thứ hai, tất cả những nghệ sĩ được chú nâng đỡ đều nổi tiếng, nhưng hai người em chiều không phải hát dở, nhưng chú bỏ rất nhiều tâm nguyện vặn đứng yên một chỗ. Người con gái mà hơn 30 năm chú chưa bao giờ mở miệng nói là con nuôi. Vậy mà ngày chú vừa nằm xuống lại bị đưa lên họp báo nói em ấy là con nuôi. Dù không nói thẳng nhưng nói lần qua và thiều chỉ người đi đám nói vậy. Người cháu kêu bằng cậu ở nhờ nhà hơn một năm qua lại đòi đồng sở hữu nhà tài sản với con gái hợp pháp. Không ai mời nhưng cá bảy màu tự động đem quà bánh đến muốn làm thân khi họ được như ý mình muốn. Cắn cái thật mạnh vào Hồng Loan và Ni nhưng bị xui cắn không nổi vì bị cục thịt to và cứng quá nên táp trúng ngay nùi dễ chà chân ấy, thế là dính răng gỡ mãi không ra và cứ sửa hết ngày này qua tháng nọ. Vâng, cô chú anh chị thân mến, vừa gọi là một cái bài viết của một người có biệt danh là cá bảy màu nhé cô chú anh chị và các bạn. Cá bảy màu thì cô chú cũng biết là như thế nào rồi nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, thì bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp nhé cô chú anh chị và các bạn thân mến. Vâng, nghe một nguồn thông tin là đã hết rồi. Hết rồi mà cũng không nói với người ta nữa, cho người ta giới thiệu. Vâng, cô chú anh chị thân mến, thì Ốc Tiêu đang quay tại nhà chị Hồng Loan, nhà cụ con Nam Vũ Linh nhé cô chú anh chị và các bạn. Vừa gọi là một bài viết của một người có biệt danh là cá bảy màu nhé cô chú anh chị và các bạn. Một bài viết này nói chung là quá đáng lắm rồi cô chú anh chị và các bạn thân mến. Quá đáng lắm rồi cô chú thân mến. Bài viết này nói chung á là không đúng đâu vào đâu hết. Cô chú anh chị và các bạn cũng có thể nhận xét dưới phần bình luận của Tiêu nhé cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, thì cái bài viết này cũng mới đây thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị thân mến, xem kênh cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Một bài viết chấn động
một bài viết chấn động nhé. Rất mong chị Ni nghe được kênh của em á, chị Ni có một cái đồng phái nào tiếp theo nhé chị Ni. Vâng, bây giờ thì có một anh giao nó cái ý nhé của chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng quay cái anh giao nó cái ý nhé. Vâng, một anh giao nó cái ý tới nhé của chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị thân mến, xem kênh cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé, để kênh có động lực làm theo tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, có một xe tải đứng trước nhà của chị Hồng Loan nhé. Xe này không biết chở cái gì đây cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng qua thêm nhé. Một xe tải lớn đến chợ cái gì đó cô chú anh chị thôi nè. Có một xe tải lớn nhé, không biết chở cái gì. Vâng, rất mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Em thấy sao?